Ta cha hảo, chào các bạn. Hôm nay chúng ta học tiếp tiếng Trung qua phim phần 33. Hảo la, tổng mà chi như mà chẳng à? Wǒ cuò le xìng bù xìng à? Wǒ mèi you xiǎng gān shè nǐ de gōng zuò, ke ru guò Xiǎo Běi gěn Lín Rōng 这是你口中的那个什么哼哈二将的话，那你说话是不是需要注意点口气啊，给人点面子？ Hào lơ, tầm mà chi xin trơ mà chẳng à? Được rồi, sao lại dẫn dài như thế? Chi xin dẫn dài, chẳng dài. Wǒ cuò lơ, xin bù xin à? Em sai rồi, được chưa? Wǒ mèi you xiǎng gān shè nǐ de gōng zuò. Em không có ý can thiệp công việc của anh. Gān shè, can thiệp. Khờ rú của Xiao Bệ cân lĩnh lộn, nhưng nếu Tiểu Bắc và Lâm Lung khờ, nhưng chân sư nỉ khổ trung na cơ sở mờ hân kha ơ chăng tờ hoa, thật giống như anh nói là hai trợ thủ đắc lực gì đó. Nỉ khổ trung trong miệng của anh có nghĩa là anh nói hân kha ơ chăng hành cáp nhị tướng có nghĩa là hai trợ thủ đắc lực. Na nỉ so hoa sư bù sư chú ý tiến khổ chi ya. Vậy anh nói chuyện có phải là nên chú ý giọng điệu một chút? Chú ý, chú ý, khẩu chi, khẩu khí, giọng điệu. Kể rỉnh tiền, miên tử à, giữ thể diện cho người ta. Kể cho, miên tử, thể diện. Tôi đã đủ hàn xu rồi. Xào sáng nói hắn 2 câu, anh đã xin thẳng. Xào Bệ, chính là bị những 3 cái chị chị chồng hoài. Tôi đã đủ hàn xu rồi. Anh nói chuyện như vậy đã xúc tức lắm rồi. Hàn xu, xúc tức, câu đủ lắm. Xiao sân xô tha lẻng chư, nì chiêu xin thẫn là. Nhỏ nhẹ nói anh ta vài câu thì em đau lòng rồi. Xiao sân, nhỏ tiếng. Xin thẫn, đau lòng. Xiao bệ, chiêu sư bê nì mình trơ san cơ chìa chìa chồng hoài là. Tiểu Bắc chính là bị ba người chị cưng chiều đến hư. Chiêu sư chính là bị trùng hoại cưng chiều đến hư. Hảo công, anh nói tôi đã đạo chiên rồi, anh không nhận lượng tôi à? Vậy tôi phải làm sao đây? À, tôi một mực không hỏi anh. Nếu nói chuyện Đức Quốc này quan trọng như vậy, thì tại sao anh không gọi điện thoại cho tổng giám đốc? Tổng giám đốc ra ngoài, vị trí khác nhau. Lão công, nì xua, wǒ dǒu dào qiàn lè. Ông xã, em đã xin lỗi rồi. Dào qiàn, xin lỗi. Nì hǎi bù yuán liàng wǒ yà. Anh vẫn không bỏ qua cho em hả? Yuán liàng, bỏ qua, thông cảm, tha thứ. Nà, wǒ gài zěn mě bàn nè? Vậy em nên làm thế nào? Gài, nên, zěn mě bàn, làm thế nào? Wǒ yì zhí dōu mèi wěn nǐ ài, em mãi không có hỏi anh. Yì zhí mãi suốt liên tục. Rú guǒ shuō de guǒ zhe ge shì qíng zhe me zhōng yào de huà, nếu việc nước Đức quan trọng như vậy. Zhōng yào quan trọng. Na nǐ wèi shí me bù gěi dà ge diān huà nè? Vậy tại sao anh không gọi điện? Zhōng jīng lǐ chū mǎ, tổng giám đốc ra mặt. Chū mǎ cưỡi ngựa ra trận, ra mặt. Tì quê bù yí yàng, địa vị khác nhau. Xiao lù yí thiên hình cao tờ, hiệu suất chắc chắn rất cao. Xiao lù, hiệu suất. Cái hòa thăm lại đã gàn một bàn là, wǒ zhe zhōng tú jiē shǎo hǎo yāng dùi zì jì yuán gōng bù xìn rén shì de. Yǐ hǒu tāmen yě méi fǎ gōng zuò. Á jiè Lín Rōng bù shì yǐ jīng fā diān yǒu le mà, yīng gái hěn kuài jiè yǒu huī yīng le. Trơ hỏa, tha mẫn lẹ, tâu can ý ban là. Công việc này, bọn họ làm hết một nửa rồi. Trơ hỏa, công việc này. Wǒ zhe zhōng tú jiē shǎo, anh chen vào giữa chừng. Zhōng tú, giữa đường, jiē shǎo, tiếp nhận. Hào xiàng tùy zì jì yuán gōng bù xìn rén shì de, dường như không tín nhiệm với công nhân viên của mình. Hào xiàng kết hợp với sư tử cuối câu có nghĩa là giống như, dường như. Tuy đối với duyện cung công nhân viên xin rên t
tín nhiệm. Vì hô, tha mình về Mỹ phà cung chua, sau này họ cũng không thể làm việc. Mỹ phà, không có cách, không thể. Ở chè, lĩnh lũng phủ sư gì chiên pha tên dỗ là mà. Mà Lâm Lung chẳng phải đã gửi email rồi đó sao? Ở chè, mà còn. Pha tên dỗ, gửi email. Yên cai hình khoai chiêu dầu hủy dinh là chắc sắp có hồi âm rồi. Hủy dinh, hồi âm. Lĩnh lũng chân thật phá tên dỗ là mà. Tôi không biết có gì cảm giác. 我就是觉着他神色不对。你说小北的英文不行，他把那个工作推给玲珑，很正常。可是你一个海归派，你又不怕说英文，你给人打个电话 say 个 hello， 这样的话也是礼貌嘛，代表我们重视啊，对不对？玲珑真的发电邮了吗？ Lâm Lung thật sự đã gửi email rồi sao? 我不知道什么感觉. Em không biết là em có cái cảm giác gì đó. 感觉, cảm giác. 我就是觉着她神色不对. Em cảm thấy thần sắc của cô ấy không ổn. 觉着, cảm thấy. 神色, thần sắc. Vẻ mặt. 你说小北的英文不行. Trình độ tiếng Anh của Tiểu Bắc không tốt. Tha bà na cơ công chua thuê kỳ lĩnh lũng. Em ấy đẩy công việc đó qua cho Lâm Lung. Thuê, đẩy. Hình trân trạng, rất bình thường. Khờ sư, nì y cơ hải quê phai. Nhưng mà anh là người từ nước ngoài du học trở về. Hải quê phai, người du học từ nước ngoài trở về. Nì yêu bổ pha xô nhân quẩn. Anh không sợ nói tiếng Anh. Yêu, nhấn mạnh phủ định. Pa, sợ. Nỉ kỳ rỉnh tạ cơ tên hoa. Anh gọi điện cho người ta. Trơ giang tờ hoa, về sư lì mau mà. Những lời nói như vậy cũng là phép xã giao mà. Lì mau, lễ phép, lịch sự, phép xã giao. Tai biểu của mình trung sư à. Biểu thị mình coi trọng họ. Tai biểu, đại biểu, tiêu biểu, đại diện, biểu thị, trung sư, coi trọng. Tuy bù tuy, đúng không? Tôi hồi xin đến bàn yên. Nói tôi thấy kỳ quái là. Nói họ làm yên vụ tốt mạnh, họ ở Trung Quốc không có một cái đại biểu, hoặc là một cái Trung Quốc gì đó, bàn sự chủ gì đó, không có. Đức Quốc hiện tại bàn yên là. Nước Đức hiện giờ đã nửa đêm rồi. Ban giờ nửa đêm. Na, của chiêu chuyện tờ chỉ quay là. Vậy thì em cảm thấy lạ rồi. Chỉ quay, kỳ lạ, kỳ quái. Nì xua tha mình dê u chua trơ mà ta. Anh nghĩ xem, họ kinh doanh lớn như vậy. Dê u, nghiệp vụ, ở đây chỉ công việc kinh doanh. Tha mình Trung của chiêu Mỹ dầu ý cơ sở mà tai biểu, hỗ trợ sự ý cơ. Chu Trung của sở mà ban sư chu chư lây tờ tôn xì mà. Họ không có người đại diện ở Trung Quốc hoặc là văn phòng đại diện ở Trung Quốc sao? Hỗ trợ hoặc là chu là đóng quân, đóng trụ sở. Chu Trung của ban sư chu văn phòng đại diện đóng ở Trung Quốc. Chư lây gì gì đó, đại loại như là Mỹ dụ mà không có sao? Dỗ 有个叫石伯君的代表 有代表就好说呀，你打给他问一问啊。 有个叫石伯君的代表 có một người đại diện tên là Thạch Bá Quân. 代表 trong câu này có nghĩa là người đại diện. 有代表就好说呀 có người đại diện thì dễ nói chuyện. 好说 dễ nói chuyện. 你打给他问一问啊 anh gọi hỏi thử anh ấy. 哎呀，我真不知道你警惕个什么劲儿。要是什么事都得我一个人来干，那干脆让俊贤把他们都给开了，留我一人得了。我真不知道你警惕个什么劲。 Anh không biết em cảnh giác vì điều gì. 警惕 cảnh giác. 警惕个什么劲 cảnh giác vì điều gì. Ý nói là không nên cảnh giác.
要是什么事都得我一个人来干， nếu việc gì cũng phải một mình anh làm， 那干脆让俊贤把他们都给开了。Vậy thì dứt khoát bảo Tuấn Hiền đuổi việc họ cho rồi. Can thuê, dứt khoát. Bà, giới từ. Khai ở đây có nghĩa là đuổi việc. Liễu hồ y rỉnh tử là giữ lại mình anh được rồi. Liễu lưu lại, để lại, giữ lại. Tử là được rồi. Lão công, 你就当我这个孕妇小家子气嘛，你问一问，你问一问我就心安了，好不好？Lão công, nì chiêu tăng của cho cái duyên phụ xẻo cha sự chi mà. Anh cứ coi bà bảo này hay lo nghĩ vẩn vơ đi. Tăng coi như là duyên phụ, thai phụ, bà bầu, xẻo cha sự chi, nhỏ mọn, lời nói và hành động không phóng khoáng. Nì quân dĩ quân, anh hỏi thử xem. Nì quân dĩ quân, của chiêu xin an là. Anh hỏi thử thì em mới yên tâm. Hảo phố hảo, có được không? Này, lão hồ lì, cái bố hơi sẽ xóa vỏ bà. Vậy? 是我，我知道，我中午会过去的。行，到时候见。要搞定沈建宏不难，可是这个何小溪……那老狐狸 ，con cáo già đó， 狐狸 cáo già hầu ly， 该不会是在耍我吧？ chắc sẽ không giở trò với mình chứ。Cai phụ huy chắc sẽ không xòa, dở trò, dở thói. Quế, sư quả, quả chưa tao. Alo, là em biết. Quả trung ngủ huy qua chư tờ, buổi trưa em sẽ qua đó. Xỉn, tao sửa hậu chên, được, đến lúc đó gặp. Giao cào tiên sình chên hủng phu nản, muốn giải quyết thẩm kiến hoàng không khó. Cào tiên, giải quyết, hoàn thành. 可是这个何小溪 nhưng mà Hà Tiểu Tây. Các bạn thân mến, video học tiếng Trung qua phim phần 33 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt các bạn. Zaijian.